có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm, nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm, tụi em toàn yêu xa ra viết thư mà. Trời ơi. Rồi còn mối tình thứ nhì nào không? Dạ thứ nhì thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu hết. Đại đa số là mấy bạn đó là ghen với lại không thích gì đó mà không nói ra. Ví dụ nói đi đón em thì tới rồi, thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói, chứ bạn núp đâu đó bạn theo dõi em sao coi em đi với ai hay làm gì, gặp gỡ gì không, rồi sau đó bạn mới ra em thích điều đó. Dạ với là cầm ràm hay cầm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi, em thích nhắc lại mà bạn, mấy bạn cứ nhắc đi nhắc lại em thích điều đó. Em như cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả? Viết thư tay không à? Em có giữ, còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích lưu giữ kỷ niệm. Bây giờ với những cái thư tình đó, ví dụ như bạn gái mà đưa cho em đọc, em có đọc không? Đọc. Đọc chứ. Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa, mới mém mém tí rồi đã. Mém mém tí hả? Rồi. Tức là khoảng bao nhiêu lâu yêu bao nhiêu lâu? 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Không sâu đậm mà có hung gì chứ. Dạ chưa nè. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hung cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của Nam giới thiệu đi. Em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân và chào tất cả mọi người trong khán đài. Em là Lê Trọng Trung. Em năm nay 39 tuổi. Em làm nghề lái xe, sinh sống và làm việc thì tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ em xin. Trung 39 tuổi. Dạ. Xe gì vậy, Trung? Dạ lái xe tải. Mời nhà gái. Dạ chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ chào anh Quỳnh Linh. Chào bạn Nam bên đó. Chào quý vị khán giả. Em họ Hương tên Mỹ. Em 38 tuổi. Công việc. Công việc của em là tài xế luôn, em là lái xe. Ồ vậy đó hả? Em lái xe ở đâu? Dạ em chạy xe ở Sài Gòn này luôn. Nhưng mà trong cái giống như là xe của mình hay là taxi hay là công ty nào đó hay như thế nào? Dạ xe của em. Em hả? Chạy dịch vụ, chạy dịch vụ, ngoài dịch vụ ra em còn chạy taxi công nghệ. Ờ vậy đó hả? Rồi. Mà em chạy đường trường không hay gì? Dịch vụ em đi gần hả? Hết đất nước Việt Nam rồi. Ồ vậy hả? Em chạy xe đi gần hết đất nước Việt Nam rồi. Hay quá ha. Vậy là hai bạn có thể đi khắp nước được đó. Nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ em thì vui vẻ, hòa đồng, cũng biết yêu thương, cũng biết chia sẻ, biết lắng nghe. Em có thể chạy được rất là nhiều loại xe. Em bằng gì? Dạ em dấu D. Dấu D hả? Trà dữ à. Dạ. Chàng trai dấu gì? Dạ xe. Thua rồi. Ủa dấu xe tôi dấu D hả? Thua dấu D. Trời ơi phụ nữ ta dấu D. Dễ sợ không? Rồi giờ điểm yếu của mình là gì nè? Em không biết nấu ăn, với lại em rất là nam tính. Em... Trời ơi chết rồi, run quá. Lái dấu đề là dữ rồi đó. Tôi thi dấu đề hoài không đậu đó. Cần ngủ nước không? Lại nước. Rồi bạn trai. Điểm mạnh của em thì nói chung là em là một người hiền. Em thì không có tứ đội tưởng. Em thì nói chung hát không hay nhưng mà thi thoảng vẫn hát. Hay hát đúng không? Dạ. Mà có thật xấu gì không Trung? Cũng có lúc cũng hơi hiền, quá hiền. Chào em. Em là chị. Ừ. Bên tôi á, chắc là lần đầu tiên tiếp xúc với một không khí như thế này. Vậy mà nói lái dấu đê. Thì đó, nhưng mà người ta quen trên được tay lái rồi. Thôi như đang ngồi lái xe đi. Cho nên người ta bị khó thở luôn á. Khó thở luôn hả? Còn nghiệp vậy? Ừ. Chúc nha, nếu mà gặp cái mà khó thở là mình sẵn mình làm y tế luôn nha. Dạ vâng. Hô hấp nhân tạo. Trời ơi, chào cô gái dấu đê. Ờ đó. Tôi nghe dấu đê là tôi ấn tượng rồi đấy nha. Thường phụ nữ lái dấu B tới dấu C là hết rồi. Dạ nhìn ngoài đường không sao, nhìn cây cối không cảnh không sao, nhìn máy quay nó không. Nhìn máy quay không thoải mái. Dạ. Máy quay mất hồn đúng thì không? Thì coi như máy quay là cây cỏ gì đi. Tính tình của em là nam tính nè, rồi thì đó em mạnh mẽ. Mạnh mẽ đúng rồi. Thật ra là ai bạn nam nào cũng thấy không có chở che được. Với lại cũng hay dễ bị xúc động, coi phim hay đọc sách đọc báo hoặc là đi nhìn ngoài xúc thấy động. Em dễ bị xúc động. Em không thích bạo lực. Thật ra là nếu mà nhìn thấy mà cảnh bạo lực là em bị khó thở. Trường em đi. Có mấy mối tình rồi? Có mối tình đầu là em nhớ nhất 7 năm, nhưng mà tụi em ít gặp nhau lắm, tụi em toàn yêu xa thì ra viết thư mà. Trời ơi. Rồi còn mối tình thứ nhì nào không? Dạ thứ nhì thứ ba thì cũng có nhưng mà không có được bao lâu hết. Đại đa số là mấy bạn đó là ghen với lại không thích gì đó mà không nói ra. Ví dụ nói đi đón em thì tới rồi, thì em tới đó rồi thì bạn nó tới mà không nói, chứ bạn núp đâu đó bạn theo dõi em sao coi em đi với ai hay làm gì, gặp gỡ gì không, rồi sau đó bạn mới ra. Em không thích điều đó. Dạ với là cầm ràm hay cầm ràm cái vấn đề gì mà qua rồi là thôi, em không thích nhắc lại mà mấy bạn cứ nhắc đi nhắc lại em thích điều đó. Em như cái mối tình 7 năm này không có gửi mail viết thư không vậy đó hả? Viết thư tay không à? Em có giữ, còn giữ thư không? Dạ còn. Vậy là còn yêu hả? Dạ không, em thích lưu giữ kỷ niệm. Bây giờ với những cái thư tình đó, ví dụ như bạn gái mà đưa cho em có đọc không? Đọc. Dạ đọc chứ. Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà yêu mà đến mức sâu đậm thì chắc là chưa, mới mém mém tí rồi đã. Mém mém tí hả? Rồi. Tức là khoảng bao nhiêu lâu yêu bao nhiêu lâu? 3 đến 6 tháng. Trời ơi, yêu 6 tháng vậy đó. Không sâu đậm mà có hung gì chứ. Dạ chưa nè. Trời ơi, đàn trai chưa bao giờ hung cô gái nha. Hôm nay gia đình mình được của nha. Bây giờ bên nhà gái cho đàn trai biết là
Bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên là em muốn là bạn phải cao 1m7 trở lên. Chắc cũng gần tới rồi. Với lại sạch sẽ, gọn gàng, với lại không có càm ràm. Ủa bộ biết... em gặp đàn ông dơ ở dơ nhiều lắm em? Không phải, nhìn không phải dơ không dơ, nhưng mà em nhìn thấy mà tướng mà luộm thuộm em không thích anh ơi. Tức là không cần hàng hiệu nhưng mà nói chung là phải sạch sẽ thơm tho. Yên tâm, người đàn ông bên đây mặc dù lái không. Xe tải nhưng mà tưởng đâu lái S500 không? Mercedes không? Dạ, chứ thêm nữa là phải biết yêu thương, chia sẻ. Đi ở đám đông thì ôm eo của em á, luồn cái tay ra sau á, ôm ôm ngang hông á. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em thích vậy. Trời, lãng mạn vậy. Được không? Được không Trung? Dạ, cái đó là cái em thích. Cái đó là cái em thích. Em thích. Vậy là hay quá. Hai người này vậy là cùng sở thích rồi đó nha. Để nói chung là thật thà thẳng thắn á, đừng có nói vòng vo bắt suy nghĩ nhiều, em không Rồi. Em không nghĩ được, không nghĩ được. Trung thấy đáp ứng được bao nhiêu phần trăm bên nhà gái? Em thấy chắc đáp ứng 90%. Còn Trung, Trung muốn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Nói chung em thích những người phụ nữ không có nóng tính. Cô bên kia thấy cũng gọi là nhẹ nhàng lắm. Em có nóng tính không em gái? Dạ em nóng tính anh ơi. À, nóng lên làm gì? Là em nói luôn, đôi khi em không có nhìn được cảm xúc của bên kia, em không thích gì là em nói liền luôn, em nói ngay luôn, em không có suy nghĩ, nhưng mà sau này nghĩ lại thì cũng thấy tội bên kia. Rồi gì nói chung? Nói chung là em thích những người phụ nữ là biết chăm lo gia đình. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi mình tiến tới nào. Nhà gái đi với ai? Em đi với má nuôi của em với lại mấy anh chị. Rồi xin mời nhà gái cho ý kiến à. Chào chú Linh và cô Hồng Giang. Dạ. Chào các khán giả. Thì con gái Mỹ tôi thì mạnh mẽ, cá tính nó thẳng thắn. Nhưng mà cho nên đó là tới bây giờ ba mấy chưa có lập gia đình. Còn về mà tại điểm tốt á, thì con gái tôi thấy nó vậy á, chứ nhưng mà nó có lòng nhân hậu lắm. Thương người, hòa đồng. Theo mẹ nãy giờ á, thì mẹ thấy cậu này á, thì ngoại hình thì cũng được. Về mà nghề nghiệp á, thì nó cũng phù hợp với lại con. Thì bây giờ mẹ thấy tốt. Được. Rồi, cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ em đi với ba của em. Kính chào Quyền Linh, đẹp trai. Kính chào Hồng Vân, xinh gái. Kính chào tất cả các vị khán giả. Tôi là ba đẻ ra Trung. Nhưng mà nói về Trung á thì thực ra thì cũng được cái siêng làm, mà cũng có rất nhiều cái tài vật, chịu khó của, cũng có thể là nội trợ cũng tốt đấy, vì ở độc lập cũng nhiều rồi. Còn con về gái á, thì khỏe, công việc ổn định, sinh gái, điều kiện công việc có vẻ cũng tức là đi nhiều nơi nhiều chỗ thì chắc là kinh nghiệm, và đồng thời gia đình có thể cũng rất ổn. Người phụ nữ là người của gia đình mà tốt nữa. Hỏi thêm tức là cái nội trợ của con thì bây giờ cái hỗ trợ cái nội trợ làm sao? Đại đa số con ăn ở ngoài thôi, con không biết nấu ăn. Rồi lái xe mà. Rồi. Cái nghề này cũng mệt, nghề này lái xe suốt rồi chắc. Đúng cũng rồi, có căng thẳng. Nói thực đâu đi cũng hợp cái thời này thôi. Còn cảm ơn khán giả rất nhiều. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn. Nãy em nói em hát được đúng không? Dạ. Giờ mở ra rào ra là vừa tặng qua vừa hát luôn nha. Dạ. Hát bài gì vậy? Hát bài em quên một cái tên. Trời ơi, quên cái đề luôn hả? Em hát một đoạn trong bài hát là Tâm Hồn Sao Động. Rồi. Thôi mở rào. Có gì hô hấp nhân tạo nha. Dạ. Khó thở nữa nha. Khó thở là bên kia ta hô hấp ráng chịu đó. Dạ bà. Bắt đầu tiến tới. Dạ. Dạ hát, chào anh. Hát luôn. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Món quà dễ thương quá. Anh tặng em bông lan. Dạ. Yeah. Anh xin hát một đoạn. Rồi hôm nay không là mưa, vòng tay em du anh làm thơ. Anh biết bây giờ, anh biết bây giờ anh đã yêu. Yeah, hay quá. Mình tặng quà. Dạ, em tặng anh cuốn sách với cái thiệp. Em hát. Tặng anh ấy một bài đi. Đến với chương trình em sẽ hát bài Vết Son Trên Áo. Khi đang ngồi chơi trong quán ăn, anh kêu rằng anh muốn đi, đi mua một bao thuốc lá thơm bên ngôi chợ ngay góc đường. Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn. Khi anh vô trong mắt anh sao thấy có những nét dối gian. Kì son môi trên áo anh, thì ra anh đã dối em. Kì son môi trên áo anh, nhìn xem em không nói thêm. Đã biết thế chớ trách sao em không yêu anh đâu. Vết son môi in trên cổ áo, chẳng thèm anh nữa đâu nha. Yeah. Chúng ơi, chúng nắm tay đi. Tại vì bạn này là tay bạn lạnh, bạn đúng run dữ lắm. Nắm bây giờ tay đi. Bây giờ đi hoài, không cho.
đưa qua anh cầm thôi. Nắm hai tay cảm nhận lần đầu gặp gặp cô gái dấu đê làm sao? Nhìn thẳng đi. Em không biết nói vậy đâu. Cảm nhận lần đầu tiên sao, nói đi. Nói chung lên đây thì thấy bạn gái thì nói chung mình cũng có một chút cảm tình ban đầu. Dạ, yeah, cảm ơn anh. Thì nhìn em rất là xinh. Cảm ơn anh. Tối nay mất ngủ rồi. Anh mong là mình sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Yeah. Nhìn thẳng vô mắt ảnh coi. Coi có tươm tất nè, sạch sẽ gọn gàng nghe muốn không? Dạ, nói chung là cũng được. Được là sao, nói có được được sao? Nhìn thì cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng đẹp trai. Nói chung là em thấy anh hiền, mà biết anh có hiền không? Anh có gia trưởng không? Anh thì không gia trưởng. Ok, vậy được rồi. Yêu em thì nói chung là cuộc sống của em với anh thì lúc nào ấy, trong nhà gia đình thì anh cũng mong rằng là mình luôn vun đắp tình yêu. Dạ. Vì nhau để sống làm sao mà cái được tạo được một cái gia đình hạnh phúc. Nói thôi giờ anh có muốn có con gì cũng nói luôn đi. Anh mà đến được với em thì anh muốn thời gian nó ngắn một chút, muốn có luôn liền. Vâng, đúng rồi. À, vậy em cũng muốn có baby liền. Nếu mà chúng mình cưới nhau thì có sinh 4 baby. Sinh 4 baby. Em thích con nít. Thật ra là nếu mà được thì mình đến với nhau thì mình sinh 4 baby, nếu không thì ba đứa cũng được. Mỹ, em có áp lực không Mỹ? Bây giờ người ta là hàng còn nguyên thùng đó. Dạ không sao. Bây giờ trước khi về ghế ngồi, hai người thử ôm nhau một cái coi cảm xúc nó sao nào. Chung ôm. Ấm không? Ấm không? Ở Mỹ thò cái tay qua gì đó. Cái tay qua eo đó. Ông em ơi, nói chuyện nào đi á, đi đi đâu thì thử thử rồi, tay qua eo thôi. Cái vòng tay eo qua vậy này, đó cái đó, 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 đúng rồi, đó. Vậy đi đâu đó. Được không Chung? Dạ được ạ. Cái tim mình có sao động gì không? Dạ cũng quá dao động luôn. Mình hẹn hò làm sao? Bởi vì người ở Vũng Tàu nha. Tại vì em có phương tiện cá nhân, thì ra là nếu mà muốn gặp thì cũng thể đi được, sắp xếp thời gian được, tại vì em là làm việc tự do. Hẹn hò thì nói chung anh thì sở trường là anh thích đi phượt. Dạ. Thích đi mô tô. Anh có xe hả? Xe máy hay xe mô tô? Ok, em thì không có. Nếu mà đi du lịch, em thích đi du lịch. Em đi gần hết đất nước Việt Nam rồi, nhưng mà đại đa số là em chở khách đi thôi, hoặc là đi với gia đình, chứ còn đi một mình là em không đi. Vậy bây giờ em muốn anh chở, nói đi. Dạ đúng rồi, bây giờ. Có giờ em chở người ta không hả? Tại là lâu lắm rồi em cũng không có chạy gắn máy, ra là bây giờ em cũng thích, cũng muốn có được cảm giác chạy gắn máy ở ngoài đường, dạo phố, cũng thích thế. Dạ. Vậy thì sao Chung? Sắp tới thì anh hy vọng là anh sẽ có cơ hội thì chở em đi chơi. Dạ, cảm ơn. Đi em bằng mô tô, thì anh chở thì em ôm anh, và nếu mà em chở thì anh sẽ ôm em. Ok, chắc chắn rồi. Thì nói chung thì bây giờ anh đang ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì anh cũng có nhà, có đất rồi. Thì nếu mà mình mà về thì có thể về Bà Rịa, Vũng Tàu ở với anh. Dạ, dạ được anh, em về đó ở được. Tại ở Bà Rịa, Vũng Tàu cũng có người nhà em dưới đó nhiều lắm. Em gái của em ở đó, bé Út. À, dạ, vậy khỏe rồi. Dạ. Để tay nút bấm đi. Để tay vô nút bấm đi, đó. Thấy được là bấm luôn, phải đếm nha. Luôn. Ở đằng sau rồi đó. Cưng. Phải đếm luôn nha Linh nha. Đếm luôn nha, nè, 1 nè, 2 nè, 3. Bấm. Đấy, cạch cạch luôn. Thôi vô. Bây giờ chính thức rồi đó nha. Dạ. Anh thấy là Trung cũng hiền, mà thật sự em cũng là con gái phụ nữ, nói chứ cứng cáp chứ cũng yếu đuối lắm á. Khó thở. Dạ. Nụ hôn đầu tiên đó nha. Con xin phép má nuôi cho con cả hôn Mỹ. Ôm chặt vô, mạnh vô, bình. Rồi Mỹ làm lại đi. Máu mạnh mẽ lên, bắt đầu hai bên luôn, bên này nữa. Cũng mới chán luôn. Để ôm nắm chặt tay nhau. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FLVKTVN, hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Chúc hai bạn sớm về chung một nhà. Tôi khóa vô khó thở nè.